Nghèo thì nên làm gì để đổi đời? Hãy ghi nhớ 4 điều sau, đặc biệt là điều thứ tư nhé. Thứ nhất, vứt sĩ diện qua một bên đi. Người càng nghèo càng quan trọng sĩ diện, sợ người khác coi thường mình nên là càng coi trọng cái vẻ bề ngoài. Ví dụ như là mua quần áo này, túi sách này, đồng hồ đắt tiền vượt quá cái khả năng chi trả và cái khả năng kiếm tiền của bạn. Kết quả là ngày ngày càng nghèo thêm. Phải biết được cái mục tiêu của cái việc là bản thân của chúng ta là ai và bạn có thể làm được cái điều gì. Thứ hai, chịu khổ chẳng sao cả, quan trọng là chịu khổ phải có ý nghĩa nha. Chịu khổ rồi phải rút ra được nhiều kinh nghiệm, phải nhanh hiểu ra được cái quy luật của nó. Tức là phải có kinh nghiệm thì mới có thể phát triển, vượt bậc ở những cái bước ngoặt của cuộc đời được. Khó khăn trong quá khứ chẳng to tát gì cả đâu. Thứ ba, chịu khó đầu tư cho bản thân mình nhiều vào bạn nhé. Bạn càng ham muốn tiêu xài ăn chơi càng không có tiền để đầu tư cho bản thân đâu. Những tiêu xài ăn chơi á, để dành tiền và mua sách, để học một khóa học phát triển bản thân nào đó, tìm một người thầy giỏi để có thể học thêm, tiền phải dùng vào cái việc để có thể đầu tư vào việc học. Chính vì việc gì cũng không biết nên là mới phải đi đường vòng quanh co. Người thực sự có trí tuệ sẽ dùng tiền để có thể tìm người học hỏi, cố gắng dành thời gian vào việc đầu tư cho bản thân. Thứ tư nhá, đấy chính là đổi môi trường, đổi bạn bè. Tính cách cử chỉ và lời nói của một người á rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh đấy nhá. Điều bạn cần làm cho mình đấy là tìm cho mình một cái môi trường có thể giúp cho bản thân của bạn trưởng thành lên theo từng ngày. Tìm đến một nơi mà có rất nhiều người tài giỏi, rất nhiều người xuất chúng để có thể kết thân với họ. Điều bạn cần làm là tìm cho mình một cái môi trường để có thể giúp cho bản thân mình trưởng thành. Tìm đến một nơi mà có thật nhiều người tài giỏi và xuất chúng để có thể kết thân bạn nhé. Nhớ nha!